Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng việc chuyển máy bay MiG-29 cho Ukraine chỉ tạo thay đổi nhỏ trong tương quan lực lượng với Nga, nhưng có thể gây hiểu lầm lớn. Cộng đồng tình báo đánh giá rằng việc chuyển giao máy bay MiG-29 cho Ukraine có thể bị nhầm lẫn là hành động leo thang căng thẳng và dẫn tới những phản ứng mạnh mẽ từ phía Nga và đặt ra nguy cơ leo thang quân sự giữa Nga với NATO. Vì vậy, chúng tôi cũng nhận định rằng việc cung cấp MiG-29 cho Ukraine là động thái có nguy cơ cao. Trước đó, ngày 8 tháng 3, Ba Lan đã đề xuất chuyển máy bay MiG-29 do Nga sản xuất tới một căn cứ của Mỹ ở Đức nhằm hỗ trợ không lực của Ukraine sau khi Kiev kêu gọi phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu. Bộ Quốc phòng Nga trong tuần này đã cảnh báo rằng Nga sẽ coi bất kỳ nỗ lực nào của các nước khác nhằm thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine là sự tham gia vào các hành động quân sự, chưa nói đến việc đưa máy bay chiến đấu đến Ukraine. Mỹ cũng loại trừ khả năng đáp ứng lời kêu gọi của Kiev về việc mở một vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine, điều mà một số chuyên gia quân sự cho rằng sẽ đồng nghĩa với việc Mỹ tham gia cuộc chiến chống Nga.